vâng kính thưa quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới Hoa Kỳ xoáng ngôi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức Đức cơ quan thống kê của Đức Đức công bố vào ngày 9 tháng 5 cho biết tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Đức và Hoa Kỳ đạt 63 tỷ euro trong giai đoạn từ tháng giêng cho đến tháng 3 của năm nay trong khi con số này với Trung Quốc chỉ dưới 60 tỷ euro vào năm ngoái thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức năm thứ 8 liên tiếp với tổng kim ngạch thương mại đạt 253 tỷ euro, con số này chỉ cao hơn Hoa Kỳ vài trăm triệu. Lý giải cho sự độ xoán ngôi này, theo chuyên gia kinh tế Vincent Stemmer của ngân hàng Commerce Bank cho biết, kim ngạch xuất cảng của Đức sang Hoa Kỳ hiện đã tăng hơn nữa do nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phát triển mạnh mẽ, trong khi cả kim ngạch xuất cảng và nhập cảng từ Trung Quốc cùng giảm. Ngoài yếu tố cơ cấu, ông Vincent Stammer cho rằng là Trung Quốc đang ngày càng tự sản xuất nhiều hàng hóa chất lượng hơn, vốn trước đây chỉ nhập từ nước Đức. Hơn nữa thì các công ty của Đức cũng đang tăng cường sản xuất trong nước thay vì xuất cảng hàng hóa sang Trung Quốc. Chuyên gia Georgian Mez thuộc Viện Kinh tế của Đức Đức, được viết tắt là IWU, cho biết kim ngạch nhập cảng hàng hóa của Đức từ Trung Quốc trong quý đầu năm nay giảm gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch xuất cảng hàng hóa sang Trung Quốc giảm hơn 1%. Theo ông Mads, thì Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 10% hàng hóa xuất cảng của Đức Đức, trong khi thị phần của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 6%. Thưa quý vị, Israel phản ứng sau cảnh báo từ Tổng thống Joe Biden tấn công Hebolat và Syria. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc đã có phản ứng sau khi mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa ngừng cung cấp một số vũ khí cho Israel nếu như Do Thái đưa quân tấn công vào thành phố Rafah thuộc miền nam giải Gaza. Đây là một tuyên bố rất đáng thất vọng khi nghe từ một tổng thống mà chúng tôi biết ơn kể từ đầu cuộc chiến. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc, Ông Gilad Erdin đã nói với Đài Ken trong phản ứng đầu tiên của Israel trước cảnh báo của Tổng thống Joe Biden. Ông Erdin đáp lại rằng, phát ngôn của ông Joe Biden sẽ bị các kẻ thù của Israel là Iran, Hamas và Hezbollah hiểu là thứ mang lại cho họ hy vọng thành công. Nếu như Israel bị hạn chế tiến vào một khu vực quan trọng và trung tâm như là Rafid, nơi có hàng ngàn kẻ khủng bố, con tin và thủ lĩnh Hamas, thì chúng tôi phải làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình? ông Erdin đã nói như vậy Đại Khan dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của israel cho biết quyết định của mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho israel vì kế hoạch tấn công rafid có thể buộc israel phải thay đổi kế hoạch hoạt động của mình việc quan chức cho rằng israel có thể bị buộc phải tiết kiệm đạn dược để bảo đảm không rơi vào cảnh cạn kiệt bất chấp sự phản đối của quốc tế israel đã điều xe tăng tới và tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu vào các thành phố rafid trong tuần này nhưng mô tả đây là một chiến dịch có giới hạn Israel cho rằng Rafah là nơi đóng quân của các tiểu đoàn cuối cùng còn lại của Hamas nhưng đó cũng là nơi có hơn một triệu người Palestine đang tìm nơi ẩn náu Nicaragua hủy dự án kênh đào với nhà thầu Trung Quốc Quốc hội Nicaragua vô hiệu hóa đạo luật cho phép nhà thầu của Trung Quốc xây dựng kênh đào xuyên nước này nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương Quốc hội của Nicaragua thông qua chương trình cải cách các điều luật liên quan dự án kênh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nước này cũng hủy đạo luật 840 được thông qua vào năm 2012 nhằm trao quyền cho doanh nhân của Trung Quốc là Wang Jing đầu tư, xây dựng và quản lý kênh đào trong 50 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 50 năm. Cải cách được đề xuất bởi Tổng thống Daniel Ortega và được Quốc hội của Nicaragua thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối. Phó Chủ tịch Quốc hội Rocky Dixon đã nói, chương trình cải cách nhằm củng cố và cập nhật hệ thống pháp luật quốc gia, cân nhắc môi trường quốc hội và quốc tế đang biến động chưa từng thấy. Dự án kênh đào Nicaragua được chấp thuận vào năm 2013 và động thổ vào tháng 12 2014 với mức đầu tư khoảng 50 tỷ Mỹ kim và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Trong một thập niên qua thì dự án còn vấp phải phản đối gây gắt liên quan đến những lo ngại về hậu quả môi trường và sinh kế của người dân địa phương với hàng nghìn nông dân biểu tình phản đối kế hoạch thu hồi đất canh tác để xây kênh đào. Ukraine tập kích xa chưa từng thấy vào lãnh thổ của nga. Cơ quan an ninh Ukraine tập kích UAV và một cơ sở lọc dầu ở Cộng hòa Pasco thuộc của nước Nga, cách biên giới 1.500 km, xa nhất từ đầu chiến sự. AFP dẫn nguồn tin quốc phòng Ukraine hôm nay cho biết, cơ quan an ninh Ukraine đã dùng UAV tập kích một cơ sở lọc dầu ở Cộng hòa Pasco thuộc nước Nga. Nguồn tin cho biết thêm rằng đây là lần tập kích xa kỷ lục, UAV bay khoảng 1.500 km cơ quan an ninh Ukraine một lần nữa chứng minh họ có giải pháp công nghệ mạnh mẽ, có thể gián đòn đau đớn vào kẻ địch. Nguồn tin còn cho biết thêm rằng Ukraine còn tập kích vào hai kho dầu ở tỉnh Krasnodar, miền nam của nước Nga. Radovai Khabirov, lãnh đạo Cộng hòa Pasko Tosten thuộc nước Nga xác nhận, một vụ tập kích UAV đã xảy ra tại khu công nghiệp thành phố Salavat, một trạm bơm của Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Nga Gazprom tại đây đã bị hư hại, nhưng vẫn hoạt động như bình thường. Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh mà Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng tại quảng trường đỏ ở Moskva và nhiều địa phương, kỷ niệm 79 năm ngày đánh bại phát xít đức. Anh quốc từ chối ký hiệp định của WHO về chia sẻ vaccine trong đại dịch. The Telegraph đưa tin là Vương quốc Anh đã từ chối ký hiệp định về đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì cho rằng là họ sẽ phải cung cấp một phần năm số vaccine của mình. Theo dự thảo hiệp định đang được đàm phán tại WHO, các nước giàu hơn được yêu cầu giảm bớt gánh nặng của các nước nghèo qua đó giúp cho thế giới đối phó với đại dịch. Cụ thể thì các nước giàu cần dành 20% bộ xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine để WHO phân phối ở các nước nghèo hơn trong trường hợp khẩn cấp. Người phát ngôn của Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội của Anh Quốc đã cho biết, chúng tôi sẽ chỉ ủng hộ hiệp định nếu thấy phù hợp với lợi ích quốc gia của Vương quốc Anh và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Người phát ngôn không bình luận về chi tiết của các đề xuất cụ thể từ hiệp định, song khẳng định là không có đề xuất nào được đồng ý. Dự thảo hiệp ước mới và một loạt cập nhật về các quy tắc hiện hành để đối phó với đại dịch mà WHO đưa ra là nhằm để củng cố khả năng phòng vệ của thế giới chống lại các mầm bệnh mới sau khi mà đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Một trong những điểm bất đồng chính giữa các nước giàu và các nước đang phát triển là vấn đề gây tranh cãi trong việc chia sẻ thuốc và vaccine một cách công bằng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom đã kêu gọi các quốc gia đạt nhất trí về hiệp định kịp thời hạn để giúp chống lại các đại dịch trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng là các nước không hoàn toàn đồng ý với dự thảo này cũng không nên ngăn cản sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên WHO. Tại Anh Quốc, bệnh ho gà bùng phát mạnh làm cho nhiều trẻ sơ sinh tử vong. Thưa quý khán thính giả, cơ quan y tế của Anh Quốc đang cảnh báo về một đợt bùng phát mạnh các trường hợp mắc bệnh ho gà tại nước này, khi mà số ca mắc chỉ trong 3 tháng đầu của năm nay đã tăng hơn 3 lần so với tổng số ca mắc được ghi nhận trong cả năm ngoái. Số liệu mới được cơ quan an ninh y tế của Anh Quốc công bố cho thấy, giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm nay, thì nước này đã ghi nhận là 2.793 trường hợp mắc ho gà tăng gần 3.3 lần so với 858 trường hợp trong cả năm 2023. Số ca mắc đang gia tăng nhanh chóng khi mà cơ quan y tế ghi nhận là có hơn 1.300 bệnh nhân trong tháng 3 so với 918 ca của tháng 2 và 556 trường hợp vào tháng 1. Trong số các trường hợp mắc ho gà được báo cáo thì có khoảng một nửa, tương đương với khoảng là 50,8%, đó là những người từ 15 tuổi trở lên và 28.6% là trẻ em từ 10 cho đến 14 tuổi. Đáng chú ý đó là đã có 5 trẻ sơ sinh tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến cuối tháng 3. Theo cơ quan an ninh y tế của Anh Quốc thì các ca bệnh ho gà đã gia tăng trên khắp xứ England cũng như ở nhiều vùng khác của Anh Quốc từ tháng 12 năm 2023 do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Ho gà là bệnh có tính chu kỳ thường bùng phát mạnh sau từ 3 cho đến 5 năm và lần gần đây nhất là xảy ra vào khoảng năm 2016. Ho gà có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng đối với các trẻ nhỏ thì bệnh có thể diễn tiến nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ tiêm chủng bệnh ho gà đối với cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đã giảm trong những năm gần đây trên khắp cả nước. Người chết trong trận đại hồng thủy Brazil lên hơn 100 người. Số người chết trong đợt lũ kỷ lục ở miền Nam Brazil đã tăng lên hơn 100 người, trong khi mưa bão lại ập tới cản trở công tác cứu nạn. Khoảng 400 thành phố đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ nghiêm trọng nhất lịch sử của bang Rio Grande do Sul, miền Nam của Brazil. Ngoài số người chết, Trận đại hồng thủy còn khiến cho hàng trăm người bị thương, hơn 160.000 dân phải di tản từ đầu tháng 5. Giới chức của Brazil đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân và cứu trợ người mắc kẹt trong lũ lụt. Nhưng nhiều người đã từ chối bỏ lại tài sản, một số thậm chí tìm cách quay lại nhà để vớt đồ đạc, dù những trận bão mới đang tiếp tục ập tới. Nhiều khu vực mất điện, nước sạch, các nạn nhân không thể cầu cứu khi mạng viễn thông và Internet bị sập. Thống đốc Ecuador Leti Thông báo số người chết đã lên hơn 100 người và có thể tăng thêm do tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp diễn ở thủ phủ Porto Alegre và nhiều thành phố khác. Khoảng 15.000 binh sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát, tình nguyện viên đang nỗ lực giải cứu người mắc kẹt và vận chuyển hàng cứu trợ. Khoảng 61.000 căn nhà đã bị hư hỏng hoặc là phá hủy trong trận lũ chưa từng có ở tiểu bang, thiệt hại ước tính là 1.2 tỷ Mỹ kim. Chính phủ của Brazil thông báo sẽ nhập 200.000 tấn gạo để bảo đảm nguồn cung và ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá. Khu vực ngập lục là nơi cung cấp 2 phần 4 sản lượng gạo tiêu thụ ở Brazil.